Vào chiều ngày 6 tháng 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương kỷ luật ông Tất Thành Cang sau khi ông này vừa bất ngờ được bổ nhiệm thêm chức vụ hồi tháng trước. Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được công bố trên báo chí vào cuối kỳ họp thứ 32 của Ủy ban, kéo dài từ ngày 3 tháng 12 đến ngày 6 tháng 12, nói rằng xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, cơ quan kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Tất Thành Cang. Tuy nhiên, hình thức kỷ luật cụ thể có thể sẽ áp dụng đối với ông Cang, một trong những lãnh đạo dính dáng trực tiếp đến vụ bê bối đất đai ở Thủ Thiêm, vẫn chưa được tiết lộ. Ông Tất Thành Cang, 47 tuổi, là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trong kỳ họp trước, ông Cang đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm thẩm quyền, vi phạm các quy định của Thành ủy về quản lý sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ thành phố. Ủy ban của Trung ương nói thêm rằng ông Cang đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để xảy ra nhiều vi phạm dẫn đến thiệt hại lớn cho ngân sách Đảng bộ thành phố. Tin cho hay, những vi phạm của ông Cang diễn ra trong thời gian ông giữ các cương vị thành ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Nổi bật nhất là vụ ký hợp đồng xây dựng 4 tuyến đường giác vàng ở Thủ Thiêm để đổi lấy đất kim cương ở vị trí đắc địa trong thành phố và vụ chuyển nhượng khu đất của Thành ủy ở huyện Nhà Bè cho công ty Quốc Cường Gia Lai. Vào đầu tháng 11, trước khi Ủy ban đưa ra kết luận, ông Tất Thành Cang đã bất ngờ được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao thêm chức trưởng ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ban này có nhiệm vụ thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án hai cấp. Việc bất ngờ thêm chức cho ông Cang sau khi cư dân mất đất ở Thủ Thiêm phanh phui công khai các sai phạm và kêu gọi trừng trị các lãnh đạo liên quan trực tiếp đã khiến dư luận đưa ra so sánh và dự đoán về tương lai của quan chức này với số phận của ông Đinh La Thăng, quan chức cấp cao nhất của Đảng Cộng sản đã bị kết án tù lên đến 30 năm tù trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn vào ngày 27 tháng 11, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân được báo Dân trí dẫn lời nói: "Việc kỷ luật các lãnh đạo cấp cao vi phạm thể hiện sự quyết liệt của Đảng đối với vấn đề tham nhũng và không có vùng cấm trong việc xử lý tham nhũng", như tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Bộ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương cho biết cái nhìn của ông về những động thái này. Vấn đề là hiện nay nếu có luật pháp thì đưa ra đảng hoàng, hội nó đến đâu thì đến đấy, nó xà xẹo bao nhiêu tiền của cướp đoạt lấy lại, nộp lại cho công quỹ. Cái trò ấy làm nó và tào lao cho vui vui thế thôi thì không ăn thua gì đâu. Những cái ấy có chức công quyền là đều nhà cao cửa rộng, nhà cửa non của ai, ở đâu tiền đâu ra. Với đồng lương như thế là gì mà làm những cái lâu đài nguy nga như thế, cướp đoạt lại tất cả cái bọn lưu manh ăn cướp của dân của nước lâu nay, không từ ai cả, từ nông đức mạnh đến huyện Tấn Dũng đến huyện Sinh Tùng đến huyện Phú Trọng với đại quan thúc kiếm, phải xem xét lại bao nhiêu của nạ anh ăn cắp ăn cướp được. Mới nó rành mạch, thì còn hiện nay làm cái này thì gần như kiểu là phe nọ đánh phe kia đấy thôi. Nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không minh bạch hóa tài sản của mình thì người dân sẽ tiếp tục nghi ngờ ông không trong sạch và cuộc chiến chống tham nhũng của ông được coi là không thực tâm. Đó là nhận định của ba trong số những người ký vào bức thư gửi tới người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đề ngày 6 tháng 5. Trong đó kêu gọi ông Trọng hãy làm gương là người công khai bản kê khai tài sản của mình trên báo chí, cổng thông tin điện tử và Internet đầu tiên. Tổng Bí thư Trọng, theo hai nhà nghiên cứu Nguyễn Quang A và Nguyễn Xuân Diện và nhà báo tự do Võ Văn Tạo, là người dẫn đầu cuộc chiến chống tham nhũng, cho nên ông phải là người gương mẫu trong việc minh bạch hóa tài sản của mình để làm gương cho những người khác noi theo. Luật phòng chống tham nhũng của Việt Nam yêu cầu các quan chức chính phủ kê khai tài sản, nhưng theo nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore với EVN Express, việc yêu cầu quan chức kê khai tài sản của mình cho thấy không có hiệu quả.
Theo tiến sĩ Quang A, các quan chức Việt Nam kê khai tài sản xong rồi đút ngăn kéo để biết thế mà thôi. Do đó, ngày 3 tháng 10 năm 2017, Ban Bí thư Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó ông Trọng là người đứng đầu, ban hành quyết định 99 yêu cầu cán bộ và đảng viên các cấp phải công khai tài sản của mình trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, theo nhà báo Tự Do Võ Văn Tạo, việc ban hành quy định này chỉ mang tính hình thức và chưa trở thành thực tế. Cho tới thời điểm này vẫn chưa có một công bố kê khai tài sản nào cả và gây bức xúc trong nhân dân, theo nhận định của tiến sĩ Quang Nga, cũng là một nhà hoạt động xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện của Viện Nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam cũng nói rằng, cho đến giờ tôi chưa thấy có một ông nào, bà nào, một quan chức nào làm việc ấy cả, ngay cả công khai trên mạng cũng không có. Người đồng ký tên vào bức thư gửi ông Trọng tỏ ra bức xúc khi cho biết, trong khi đó trước đây khi ứng cử đại biểu Quốc hội, chúng tôi công khai toàn bộ tài sản và lý lịch của chúng tôi lên trên mạng để mọi người biết. Tôi làm như thế này là để bày tỏ một cái tán thưởng đối với lại cái công cuộc chống tham nhũng, và chúng tôi ghi nhận cái kết quả bước đầu của công cuộc chống tham nhũng do ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. Theo các chuyên gia thì cuộc chiến chống tham nhũng do Tổng Bí thư Trọng lãnh đạo đã đụng đến những nơi nhạy cảm từng được coi là vùng cấm, với các vụ đại án đánh vào các quan chức cấp cao và các nhóm lợi ích đầy quyền lực. Lần đầu tiên, một ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng bị kết án trong cuộc chiến chống tham nhũng mà ông Trọng ví von là đốt lò. Tuy nhiên, theo những nhà quan sát chính trường Việt Nam, cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng hiện đã lan sang cả ngành ngân hàng và công an, là một cuộc thanh trừng nội bộ và mang mục tiêu chính trị. Việc không công khai tài sản của các quan chức chính phủ sẽ tạo thêm tiêu cực và càng thêm tham nhũng trong xã hội, theo nhà báo Tạo. Và ông cho rằng chỉ có con đường duy nhất là kê khai và phải công khai để người dân giám sát. Thường là cán bộ đảng viên có chức có quyền ấy, đó, ít khi họ kê thật lắm, họ giấu bớt tài sản nhưng mà tai mắt nhân dân thì rất nhiều. Theo chỉ số tham nhũng của Transparency International công bố năm ngoái, Việt Nam đứng thứ 107 trên 180 quốc gia được khảo sát. Mặc dù cùng ký vào bức thư gửi ông Trọng, nhưng cả tiến sĩ Quang Nga, tiến sĩ Diện và nhà báo Tạo đều không kỳ vọng việc ông Trọng sẽ hồi đáp hay công khai tài sản của mình ra công chúng. Nhưng theo họ, nếu ông Trọng không công khai tài sản để làm gương thì người dân sẽ tiếp tục mất lòng tin vào đảng. Thì người dân có quyền tiếp tục nghi ngờ là cái chuyện là các ông không sạch sẽ gì trong chuyện tài sản, đó là có vấn đề. Thứ hai nữa là có bất chấp cái đòi hỏi chính đáng của người dân. Mà cái chính cái đó là quy định của đảng bộ đảng. Trong trung ương đảng ra đúng quyết định như thế và chúng tôi nắm được cái đó. Và chúng tôi yêu cầu công là đảng viên, đặc biệt là đảng viên cao cấp và lãnh đạo đảng thì phải chấp hành những cái quy định của đảng. Tôi không làm thì chứng tỏ là công tử bộc lộ cái bộ mặt của ông ra thực chất của ông ra. Tiến sĩ Quang Nga nói nếu ông Trọng không thực hiện yêu cầu này thì sẽ mất mặt. Ban Bí thư ra quy định như thế, ông là người đầu trò và ông ấy người phải gương mẫu làm đầu tiên mà ông không làm thì có nghĩa là tất cả những lời nói của ông ấy và những quyết định của Ban Bí thư là không có ý nghĩa gì cả, tức là toàn bộ là sự giả dối. Hàng chục người, trong đó có các đảng viên và học giả, mới công bố một bức thư ngỏ, trong đó yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản để làm gương. Theo yêu cầu, với chữ ký của các nhân vật như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và giáo sư Tương Lai, dẫn quyết định số 99 hồi tháng 10 năm ngoái về công khai tài sản của các cán bộ và đảng viên. Tuy nhiên, tính tới nay đã hơn 7 tháng, nhưng chỉ thị trên của Ban Bí thư vẫn chưa được thực hiện, bằng chứng là vẫn chưa có bản kê khai tài sản nào của cấp lãnh đạo được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, Internet, cổng thông tin điện tử. Điều này không khỏi khiến dư luận băn khoăn, bởi lẽ các bản kê khai tài sản đã có sẵn trong hồ sơ cán bộ, nên việc công khai lẽ ra là rất đơn giản, chẳng hề tốn nhiều thời gian đến thế. Theo những người ký vào thư, việc chậm trễ này đang đặt dấu hỏi lớn về quyết tâm chống tham nhũng của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, của toàn bộ hệ thống chính trị nhà nước. Đồng thời, việc chậm trễ này rõ ràng là rào cản người dân trong việc giám sát, phát hiện và đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng. Tổng Bí thư hãy làm gương là người công khai bản kê khai tài sản của mình trên báo chí, cổng thông tin điện tử và Internet trước tiên, thư ngỏ con đoạn. Việc làm này của Tổng Bí thư chắc chắn sẽ truyền cảm hứng sâu rộng trong toàn đảng và hệ thống chính trị, dẫn đến việc công khai hàng loạt các bản kê khai tài sản của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các thành viên Chính phủ, Quốc hội và Bí thư, Chủ tịch các tỉnh thành theo đúng nội dung và tinh thần của quyết định 99, để nhân dân báo chí tham gia giám sát, cán bộ cấp thấp hơn, do đó cũng không thể viện dẫn lý do
các lãnh đạo cấp cao chưa công khai để trì hoãn việc thực hiện yêu cầu của Ban Bí thư được. Hiện chưa có phản ứng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lá thư được cho là gửi tới địa chỉ trụ sở của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội. Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 7 ở thủ đô hôm 7 tháng 5, ông Trọng có nói về việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó ông cho rằng một số cán bộ ở cả cấp chiến lược đã vướng vào tham nhũng, lãng phí tiêu cực và lợi ích nhóm. Ông cũng nói tới việc cải cách chính sách tiền lương, đóng vai trò quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trên Facebook cá nhân, luật sư Lê Công Định, người không ký tên vào thư ngỏ viết: "Xin trích, kê khai tài sản là điều tưởng dễ làm, nhưng thật ra vô cùng khó. Khó vì so với mức lương và bổng lộc hàng tháng, giá trị của khối tài sản mà cán bộ đảng viên thủ đắc được có thể biến họ thành những người sống lâu nhất hành tinh với hàng nghìn tuổi." Liên hệ tới quyết tâm chống tham nhũng của ông Trọng với việc ví von lò đã nóng thì củi tươi vào cũng phải cháy của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông viết tiếp: "Xin trích, chính vì sự chênh lệch quá lớn giữa thu nhập hợp pháp và giá trị khối tài sản, việc kê khai tài sản trở nên đầy trắc trở, bất kể đối với phe củi hay phe đốt lò. Tài sản cá nhân của bất cứ ai trong hai phe ấy đều có thể thành củi cả nếu kê khai trung thực. Bởi vậy, hô hào đốt lò thì dễ, chứ rút củi trong túi mình ra cho bản dân thiên hạ thấy xem ra nan giải. Vì thế mới có thư yêu cầu dưới đây. Vấn đề là dám làm không?" Luật sư Định đặt câu hỏi.